Phúc từ lâu đã nổi tiếng với cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ. Vùng đất mà từ lâu người dân sống chan hòa với thiên nhiên. Ngoài ra còn có một đặc sản vô cùng độc đáo. Mời quý vị và các bạn cùng khám phá. Nằm trong khu du lịch Thác Bay thuộc xã Đồng Quế, huyện Sông Lô, trang trại cá tầm của anh Nguyễn Duy Phúc có diện tích trên 2.000 m2 với hàng nghìn con cá đủ kích cỡ, trong đó có 500 con đang trong quá trình cho trứng. Anh ơi, hiện nay trang trại mình đang nhập giống cá tầm chủ yếu ở đâu ạ? Giống thì nhập trứng về để mới ươm ra cá con. Vậy thì mình nhập trứng ở đâu ạ? Trứng nhập từ Cộng hòa Liên bang Đức. Nuôi cá tầm thì đòi hỏi những kỹ thuật như thế nào ạ? Nuôi cá tầm thì trước tiên là cái điều kiện tự nhiên, nó phải phù hợp với con cá thì nó mới sống được. Cái điều kiện đó là một là nguồn nước của nó là phải tinh khiết, có độ lạnh đáp ứng được cái con cá nó có thể sinh sống được. Nhiệt độ của nó phù hợp nhất là từ 18 đến 27 độ. Anh ơi, mình nuôi cá tầm như thế này là nước trong bể luôn luôn phải lưu thông có đúng không ạ? Đúng rồi đấy. Tại vì riêng con cá tầm này là nó đòi hỏi cái lượng oxy trong nước rất cao so với các loài cá khác. Cho nên là nước lúc nào cũng phải lưu thông. Trại nuôi cá tầm khá quy mô với trên 10 bể nuôi cá nằm gần nhau. Các bể nuôi cá được xây bằng xi măng có diện tích từ 10 đến 50 mét vuông. Cá tầm sống trong môi trường nước lạnh, sạch và oxy hòa tan cao. Nhiệt độ nước phù hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của cá tầm từ 18 đến 27 độ. Cá nuôi trong bể cứ 6 giờ cho ăn một lần. Nếu không tuân thủ đúng quy trình, cá sẽ chậm phát triển. Sau 16 đến 18 tháng nuôi, cá đạt trọng lượng từ 1,8 đến 2 kg mỗi con, có thể thu hoạch đưa ra thị trường. Với một điều kiện môi trường và nhiệt độ tuyệt vời như thế này thì chắc chắn là hương vị cá tầm ở đây sẽ rất tuyệt vời phải không ạ? Rất là tuyệt vời. Anh em có thể đi bắt cá tầm để thưởng thức cái hương vị của nó. Dạ vâng ạ. Để có thể bắt được một chú cá tầm, Ngọc Hiền cần chuẩn bị cho mình một chiếc vợt to như thế này. Và ngay bây giờ, hãy cùng Ngọc Hiền bắt một chú cá tầm thật là to và khỏe nhé. Thực sự là để bắt được một con cá tầm ở đây không hề đơn giản, chỉ cần một chiếc vợt thôi là không đủ. Mà điều quan trọng đó là sức mạnh. Bởi vì những chú cá tầm ở đây rất là khỏe và Hiền sẽ phải nhờ đến anh Phúc để có thể được thưởng thức hương vị của cá tầm. Trên tay Ngọc Hiền là đĩa cá tầm nướng vô cùng thơm ngon và hấp dẫn. Và không chỉ có món cá tầm nướng đâu mà còn rất nhiều món ăn ngon khác từ cá tầm. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức nhé. Xin mời mọi người cùng ăn cá tầm nướng ạ. Cá tầm thực sự rất là ngon, dù là món nướng hay là món gỏi thì Ngọc Hiền vẫn có thể cảm nhận rõ được vị cá rất là tươi ngon và ngon ngọt. Cá tầm luôn được nhắc đến như một loại thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng, được nhiều người ưa chuộng. Nếu có dịp đến Vĩnh Phúc thì các bạn hãy nhớ ghé qua Sông Lô để khám phá trang trại nuôi cá và thưởng thức các món ăn từ cá tầm nhé.